Chiều ngày 11 tháng 5 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Thượng tướng Sảnh Nuôn Sai Nha Lạt, Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh Lào, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, dẫn đầu đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, nhấn mạnh đến truyền thống lịch sử, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng Việt Nam, Lào là hai nước có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, luôn tương trợ lẫn nhau qua các thời kỳ, để đạt được những thành quả như vậy là có sự đóng góp không nhỏ của các cựu chiến binh và của các anh hùng liệt sĩ hai nước đảng nhà nước quân đội và nhân dân việt nam luôn khắc ghi những sự giúp đỡ trí tình trí nghĩa của đảng nhà nước quân đội và nhân dân lào khẳng định bộ quốc phòng việt nam luôn quan tâm và ủng hộ hợp tác giữa trung ương hội cựu chiến binh việt nam và hiệp hội cựu chiến binh lào đại tướng phan văn giang tin tưởng thời gian tới hai hội sẽ tiếp tục là cầu nối hữu nghị của các thế hệ cựu chiến binh hai nước qua đó tiếp tục tuyên truyền giáo dục cho các hội viên thân nhân các hội viên và thế hệ trẻ hai nước về lịch sử ý nghĩa tầm quan trọng của mối quan hệ tình đoàn kết gắn bó giữa hai nước hai quân đội cảm ơn sự đón tiếp của đại tướng phan văn giang thượng tướng sẻng nuôn say nha là cho rằng thời gian qua đảng nhà nước quân đội và nhân dân lào luôn nhận được sự giúp đỡ của đảng nhà nước quân đội và nhân dân việt nam trong nhiều lĩnh vực trong đó có sự phối hợp giúp đỡ giữa trung ương hội cựu chiến binh việt nam và hiệp hội cựu chiến binh lào trong các hoạt động giao lưu trao đổi đoàn tuyên truyền vận động các hội viên và gia đình về quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước hai quân đội Thượng tướng sẽ luôn sai nha lạt mong rằng trong thời gian tới Bộ Quốc phòng Việt Nam quan tâm phối hợp hỗ trợ Hiệp hội cựu chiến binh Lào trong nhiều lĩnh vực hoạt động công tác.